Vậy cả mùa mưa em không nói chuyện với ai trơn. Chắc sức khỏe cũng đủ để... Đủ để làm gì? Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Bạn nam nay có món quà đẹp lắm, nổi bằng bật luôn hả? Chào bạn. Dạ chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Bạn tên là gì? Dạ em tên Ngô Văn Tiến anh. Tiến. Dạ năm nay em 29 tuổi anh. 29. Em làm giám sát dự án ở công ty cho trong điện mặt trời bên quận 5 anh. Xài điện mặt trời cho đỡ tốn tiền ha. Mình quê ở đâu Tiến? Dạ em sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Quận 8 chị. Gì chị? Ê quận 8 anh. Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Em tên là Tô Thị Thống. Em sinh ra và lớn lên ở Nghệ An ạ. Năm nay em 25 tuổi ạ. À, hiện tại thì em đang làm nhân viên kế toán ở công ty Samsung Electronics ạ. Rồi mình có mối tình nào trong Sài Gòn này chưa? Tìm hiểu thì cũng có rồi chứ mối tình chính thức thì chưa ạ. Em chỉ có mối tình từ hồi sinh viên thôi ạ. Là ở ngoài quê á ha? À, dạ, ở Hà Nội ạ. Rồi mình chia tay vậy là được bao lâu rồi? 3 năm rồi, chia tay kể từ khi em vào đây ạ. Trong đây 3 năm chưa quen được ai, chưa tìm được đối tượng nào hết. Tại vì là bây giờ em nghĩ là quen bạn nam rồi nào thì xác định đi đến hôn nhân luôn à. Chứ nếu mà không thấy có tương lai thì em không mất thích. Thời gian. Dạ. Còn Tiến thì sao? Giám sát dự án đúng không? Dạ. Giám sát dự án là sao? Công ty có dự án thì em cũng tham gia trong quá trình thiết kế và chuẩn bị dự án thi công em cũng có đó anh. Dạ. Như em cái nghề chính là gì? Dạ kỹ sư anh. Rồi, hệ thống giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Em một người khá là thẳng tính, trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày thì nếu mà em không thích thì em thường bộc lộ rõ quan điểm. Cái đó mình hơi thẳng tính quá thì cũng không tốt, tính tình cũng hơi thất thường. Ví dụ như kiểu là khi mà mưa mưa chẳng hạn thì mình thấy buồn, người không thích nói chuyện với ai cả. Rồi lúc đó buồn hay lại trời buồn làm gì? Thì em đi cà phê một mình hoặc là em ở nhà mình. Vậy cả mùa mưa em không nói chuyện với ai hết trơn. Vậy trời nắng thì sao? Đúng rồi. Tâm trạng mình vui, mình có thể đi chơi với bạn bè, đi đâu đó đi phượt chẳng hạn. Dạ, em thích lạ đi phượt. Cứ nắng là vui mà mưa là buồn. Hay ha. Còn về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là hòa đồng, vui vẻ và nhiệt tình với tất cả mọi người ạ. Còn Tiến thì sao? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì cũng có được 2 mối tình rồi chị. Dài nhất là bao lâu? Hơn 5 chị anh. Bây giờ hỏi Tiến nè, Tiến có điểm mạnh điểm yếu gì? Không hút thuốc chị. Không uống rượu, em cũng không thích bài bạc gì. Còn gì mạnh nữa không? Mạnh hơn nữa không? Mạnh nữa, chắc sức khỏe cũng đủ để... Đủ để làm gì? Có thể chở hoặc đi xa hoặc là... Chở đi xa chứ không có lời. Đủ để che chở cho một bông hồng nào đó, ví dụ vậy. Vậy mình muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích người bạn trai là chín chắn. Ngoại hình thì em không quan trọng lắm, cao hơn 1m65 là được. Mẫu hình người lý tưởng nào không? Như anh Quyền Linh là được rồi ạ. Chà, hiếm à. Không, anh Quyền Linh em thấy cũng không phải đẹp trai lắm nhưng mà nhìn anh nam tính. Cuộc đời đôi khi nó lên do thì không có không liền à. Điểm gì em không thích ở người đàn ông? Các bạn ấy không bị hói á chị. Bây giờ hói đâu có sao, có thuốc ngăn ngừa rụng tóc. Bây giờ em có hói rồi đó. Rồi, tiêu chuẩn tìm bạn gái thế nào? Ngoại hình cũng không quan trọng lắm anh. Miễn không xấu quá là được. Xấu là xấu thì sao Tiến? Mới nhìn qua cái ngò tập trung vô. Ví dụ như cái mũi nó gây nó tập trung quá. Giống như là nó phá tướng luôn vậy. Là mũi bự á ha? Dạ dạng vậy, hoặc là mắt nó nhỏ quá, hoặc là miệng nó làm sao đó. Nói chung là nhìn vô cái người ta tập trung vô cái điểm đó thôi. Em thích đặc điểm gì cho người phụ nữ? Cái dáng người anh. Mặt sao cũng được, miễn cái dáng thôi. Dạ. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Chị Cát Tường có duyên, cũng xinh đẹp, cũng thấy giống giống Cát Tường là được anh. Dạ. Khoan vỗ tay, nghe chờ câu sau coi có bị rơi xuống chó không? Còn câu sau không? Còn câu sau không? Không, không anh. Không hả? Được. Được. Vậy thì qua. Dạ chị. Chào bạn. Dạ. Đừng quan trọng có... cái tướng thôi. Dạ dạ. Thì cái tướng sao là nó diễn tả cái tướng nghe thử coi. Thì chừng 1m50 trở lên cũng được chị. À, có số đo 3 vòng gì không? Thì nó dùng vòng 1 cũng đầy đặn xíu. Vậy là giống chị Tường á phải không? Dạ dạ. Anh nhìn xuống gì vậy? Nó giống chị Tường. Tao em nhìn chị mà. Tao đứng lên tướng xây vòng coi thử coi. Dạ, mình coi tướng tá ngon lành không? Khỏe không? Dạ. Khỏe không? Khỏe chị, nãy có nói khỏe mà. Chống đầy không chị? Gì em? Chống đầy á? À hít đất á hả? Bạn gái yêu cầu em hít đất. Nói không? Được chị. Này bạn gái yêu cầu chứ không phải chị à. Dạ rồi.
1 2 3 4 5 xuống không sát nha. 6 7 nhận gian. 8 9 10 11 12 đừng cố nha, ập mặt luôn á. 14 15 16 thôi ráng 20 đi. 17 18 19 lên 20. Có cố gắng, có cố gắng. Chị đang thích bác bị chọc cười. Khỏe chị. Được, được. Em có yêu cầu gì nữa không? Mắt mũi miệng có gì không? Thôi nhìn chị, nam tính là được chị. Không, này được, được, không đến nỗi nào. Em có tật xấu gì? Em bừa bộn mà nó có quy luật xíu chị. Bừa bộn mà có quy luật là sao? Về người bừa bộn người ta lấy ra người ta không cất lại chỗ cũ. Em cũng lấy đồ đâu đó sử dụng nhưng cũng không để chỗ cũ. Nhưng mà em để ở chỗ cố định. Bây giờ phòng khách cũng có một cái chỗ, bếp cũng có một chỗ. Rồi, nói chung mỗi phòng em có cái chỗ cố định. Ví dụ lấy cái nồi bếp lên để chỗ học tập gì đó, lấy cái tập xuống để ngay bếp. Rồi bây giờ nó nghe nè, rồi lấy vợ về là giờ mình có làm dâu không? Chắc có vậy. Có hả? Gia đình mình có mấy anh chị em? Dạ có em gái nữa chị. Lấy chồng chưa? Chưa chị, chưa. Rồi em dâu em ruột của em về rồi nói xấu vợ em, nói anh ơi chỉ ở nhà anh đi làm, chỉ làm biếng, chị không có chịu làm việc này kia, rồi em xử trí sao? Vô đó nói ngọt cái vụ dỗ vợ, hai người xuống cùng xuống làm chị. Vậy sao em không nói sao em phụ đi chỉ cũng cực khổ rồi, coi mấy đứa cháu nữa, em rảnh thì em làm phụ chỉ người ta cũng được vậy. Giải quyết về cũng đụng chạm với em mình, anh giải quyết cách khác. Anh giải quyết sao? Anh nói em đừng có nói gì chân á, đừng có về đây mà gọi là ỷ lại chị này kia, để đó anh gặp nhau. Cho nó ổn thỏa hết hai bên. Em thì em cũng không sợ làm dâu lắm chị. Em sinh ra và lớn lên là ở vùng quê á, nên là từ việc đồng áng hay là việc gia đình thì em đều làm hết ạ. Người Nghệ An là cần cù, chịu thương, chịu khó lắm. Em ở vùng nào? Em ở Yên Thành ạ. Yên Thành hả? Dạ. Anh về Yên Thành nhiều lần lắm rồi. Gái Yên Thành dễ thương lắm. Người Yên Thành anh biết mà. Anh đi cả nước luôn, chỗ nào anh cũng nói vậy hết trơn. Anh bên đây á cũng thật thà. Anh nhìn mặt anh biết kinh nghiệm mà. Mấy cái người mà mặt giống giống anh á, ai cũng trời ơi. Có cần tiền bạc mình quản lý hay giao cho ảnh gì không? Trong gia đình thì tài chính người vợ giữ sẽ tốt hơn. Còn đi ra đường thì em sẽ để cho chồng thoải mái chi tiêu. Chồng em mỗi tháng nộp cho em 10 triệu nè, lấy ra được bao nhiêu? Thì anh có thể lấy từ 4 đến 5 triệu cũng được ạ. Trời nhiều vậy em? Vậy được á. Dạ. Tính giờ dạ. Thua rồi. 10 triệu mà đang xài liên tháng đưa 10 rồi, triệu thu được 4 triệu. Cái này lại rất là. Cái nhiều khi mấy bà đưa 10 triệu lấy không ra triệu nào được á. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với dì chị. Ồ có mẹ đây hả? Hay quá. Sơ bộ thì thấy được rồi đó. Sơ bộ. Với lại con cô thì nói chung là cũng rất là thật thà. Nói sao là hiểu vậy, không có nhạy về tâm lý phụ nữ ha. Cho nên là cái gì là nói thẳng vậy đó. Thấy là quê ở Nghệ An như vậy là có gia đình ở đây không hay là con vô đây một mình? Bố mẹ thì ở quê hết ạ. Ở Nghệ An thì nó ha, dạ đúng rồi, thấy xa quá à, lại đi say xe dữ lắm. Thì máy bay ra Vinh có tiếng hồ à, tới Vinh rồi. Tới Vinh đi thêm 60 cây số nữa tới Yên Thành cũng không xa lắm đâu. Không thì bây giờ nói chung là do hai đứa thôi à. Dạ. Đã, nếu gì thì mình cũng phải cố gắng khắc phục vậy. Dâu thôi. Xinh lắm ma. Rồi dạ cảm ơn cô. Mình có đi với ai không? Dạ em đi với dì em ạ. Nói về cháu của em thì từ nhỏ đến lớn là đi học, học rất giỏi, học đại học cũng 5 năm liền học bổng lận. Dì thấy bạn trai bên này cũng hiền, cũng thật thà. Dạ cảm ơn dì. Rồi bây giờ cho hai trẻ gặp mặt, quan trọng là hai bạn hết. Kéo màn lên. Quà tặng em. Anh thấy em thế nào ạ? Có giống như trong tưởng tượng của anh không? Thì nói chung về ngoại hình thì có hơn tưởng tượng à. Cái nhìn đầu tiên thì sao ạ? Thì thấy anh, em thấy anh thấy. Thì ngoại hình thì cũng hơn mong đợi rồi. Tính cách thì anh thấy cũng nhu mì cũng được, không có nóng tính, nhìn các bạn không nóng tính mà. Em thì thẳng tính thôi, còn nóng thì em không nóng đâu. Ví dụ bạn nam mà nóng thì thôi em bỏ đi nơi khác à. Anh có thích trẻ con không ạ? Anh thích á, trẻ con cũng thích anh lắm, anh đi chơi anh thấy vui lắm. Dạ. Thì sau này nếu mà mình quen nhau rồi thì một tuần em muốn thích đi chơi bao nhiêu lần nữa? Em thì thường được rảnh thứ bảy chủ nhật, còn ngày trong tuần thì thường buổi tối thì em có đi học nữa. Đi làm về thì em mệt, em cũng không muốn đi đâu đâu. Bạn nam nói một câu gì tình cảm đi. Thì hôm nay lên chương trình này thì gặp em anh rất là vui. Anh muốn là cái niềm vui này nó sẽ có thêm rất nhiều lần nữa. Hợp không? Hợp không? Nói gì về chào gì vài câu trước đi, mình đàn trai chào gì đó. Dạ, anh chào gì
Thống rất hiền, rất ngoan. Và nhiều khi hả, nói chung là hiền quá cũng dễ bị bắt nạt, cho nên hả, cháu cũng đừng bắt nạt cháu chị. Dạ cái đó thì chị an tâm gì, tại con thì cũng không có dữ lắm gì, con ở trong công ty cũng thường hay nhìn nhận mọi người. Vậy thì được. Ông này nó chán ghê luôn á. Vậy mới ế chị. Vậy mới ế, đúng rồi, bỏ tay ra sau đi. Để tay đừng bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, nãy giờ chúng ta cũng đã trao đổi được ít phút rồi, cũng hiểu nhau được phần nào. Gì vậy? Muốn vợ lắm rồi. Ủa sao vậy Tiến? Vậy là phạm luật rồi đó, là thôi rồi đó. Một, hai, ba. Nôn lắm này ha. Trời ơi, nôn quá rồi, tính sớm đi. Ủa ai kêu nắm tay vậy? Em tự xử vậy, em tự xử. Tự bấm tự nắm tay luôn vậy đó hả? Sao nắm thấy sao? Hả, Nghệ An với Sài Gòn thấy nó gần nhau không? Cái tình cái quê nó không gần quan trọng anh. Người gần rồi nè. Bạn gái cười tươi quá nha. Nói hợp rồi nha. Giống giống nhau. Dễ cưới sớm lắm mà. Không có con cái thôi. Em thấy bạn nó run lúc. Không sao, không sao. Này, mày này đi. Hôn thì ôm tay chứ hôn không cấu chi. Né anh là kỳ. Có làm lại không em hay là... Làm lại. Có làm lại không? Làm lại đi. Không có làm lại không nữa. Đồng ý hẹn hò. Ờ, lấy cấu nghe. Bọn trẻ yêu nhau quá rồi. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có không gian lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn nữa. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các thương hiệu của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc hai em sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Rồi, cảm ơn hai em. Em ngủ hồi xưa hay nấy. Nấy dữ không? Nấy cũng thay nghiệp chị, cũng như kiểu người ta cứ gõ sao. Đúng đấy. Tình yêu đến nhanh lắm nhưng mà hình như có một chút tiếng sét ái tình ở trong đó. Có rồi, có rồi. Chúc mừng hai bạn. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, chào em giới thiệu đi. Em chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh và bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Châu, em 23 tuổi, em đang làm việc và sinh sống Sài Gòn ạ. Sài Gòn, dạ. Quê mình ở Sài Gòn. Dạ, luôn. Ở đây luôn chị. Em làm việc gì? Em là nhân viên tư vấn thời trang cho mấy chị bên ngân hàng và sân bay á chị. Dạ. Rồi bạn làm gì? Tên gì, giới thiệu cho bạn gái biết đi. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả. Em tên là Đậu Bá Đạt. Đậu chứ bao giờ rớt ha. Dạ. Được rồi. Đạt quê em đâu? Quê em ở Nam Đàn, Nghệ An ạ. Quê bác đấy. Dạ. Còn em sinh sống và làm việc ở dưới Bình Dương. Dạ. Bạn làm gì? Trước thì em làm bên điện được 6 năm. Xong một thời gian thì em làm bên lái xe. Sao tự nhiên đang làm điện chạy chuyển sang lái xe vậy? Thì do cái môi trường sống này nó mức thu nhập nó không ổn định á. Điện nó cũng giật vài nữa. Chuyển qua lái xe nữa. Dạ. Em lái xe nâng hàng trong xưởng. À, lái xe cẩu quá hả? Dạ. Vậy hả? Bình Dương là đoạn nào rồi? Bây giờ mình hẹn hò lên đây nó mất bao nhiêu thời gian? Thì cũng gần mà về chị lên đây thì tầm tiếng trở lại thôi. Rồi từ Bình Dương lái xe nâng hàng lên đây có gì đâu. Nâng hàng lên nâng người. Thì nếu mà bạn gái đồng ý thì cuối năm thì đẹp. Cuối năm thì đẹp luôn? Dạ. Vậy hả? Nhưng mà đẹp ở Bình Dương hay là ở Nghệ An? Thì cái đó là tùy bạn gái thôi, thì em cũng thích trường, thích lập nghiệp trong này hơn. Nhưng lấy nhau ở Bình Dương thì mình ở đâu? Thì trước tiên thì mình thuê trọ 2 năm chẳng hạn, sau đấy có tiền dư dả thì mình mua nhà. Nhưng giờ mình đã để dành được miếng nào chưa? Tiền thì cũng có dư chút ít. Để hỏi bạn gái coi giờ em muốn bao nhiêu lâu nữa thì em kết hôn? Em nghĩ là khoảng 1-2 năm nữa chị. 1-2 năm? Dạ, cho công việc nó ổn định hơn là em sẽ tiến tới hôn nhân. Dạ. Ví dụ như sớm hơn, ví dụ 1 năm thôi được không? Các bạn em như thế nào, phải hiểu về tính cách của nhau nữa. Thì lúc đó là em sẽ nghĩ tới chuyện tiến tới hôn nhân. Rồi, nhưng mà tại sao mình phải cần đến chương trình? Tại vì thật ra thì do môi trường của em làm á, đa số gặp nhiều bạn nữ
Nam thì không có. Chỉ một phần là duyên chưa tới nữa chị. Chưa có mối tình nào hả? Dạ chưa ạ. Từ trước tới giờ luôn á hả? Dạ, từ hồi đi học tới giờ luôn á hả? Dạ đúng rồi chị. Sao lạ vậy ta? Em có điểm mạnh điểm yếu gì không hay có tật xấu gì không? Em thì hơi nóng tính đó chị. Mỗi lần mà em nhìn một cái bạn nam nào đó là mọi người nói đừng nhìn dưới ánh mắt ấy. Mỗi lần em nhìn là sợ lắm chị. Nói em dữ á. Nhưng mà mình có dữ không? Dạ không chị, em hiền lắm chị. Do cái mặt em dữ thôi. Thì cái hiểu lầm đó thành ra là bây giờ vẫn còn ế đó đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy cho nên chút xíu nữa mình nói chuyện bạn nam là mình hơi nhìn xuống chút xíu phải không? Mình nhìn thẳng lên cái người ta sợ đúng không? Dạ. Em có ngại làm dâu không? Dạ không chị, em nghĩ làm dâu cũng là một điều tốt chị. Rồi để mình nghe bạn trai coi. Vậy thì bạn nam có những ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em thì cũng biết hát, điểm đóm gì đó có thể làm được, biết lái xe, biết nâng hàng. Dạ. Nhiều khuyết điểm thì em ngủ thì hồi xưa hay ngáy. Ngáy dữ không? Ngáy cũng theo nhịp chị. Đâu ngáy ngáy sao? Ngáy theo nhịp là ngáy sao? Nhịp sao ngáy thử coi. Ngáy giống như kiểu người ta cưa gỗ. Đâu thử coi. Sao? Đúng đấy. Dạ đúng đấy. Trải qua mấy mối tình rồi? Trước em quen người cũng ở cùng một trẻ trọ với nhau ấy. Thì quen một người, hai người. Quen một người 6 năm, năm 2008 bây giờ. Thì đến năm 2012 thì ấy. Ấy gì? Ấy là gì? Thì em quen hai người đó, hai người bạn với nhau, cũng là bạn với em luôn. Sau một khoảng thời gian ấy thì nó sinh sôi, nó nảy nở tình yêu nó ấy. Nó cảm thấy nó khó vấn đề giải quyết với nhau ấy. Nó khó xử. Là sao? Có nghĩa là quen hai người bạn một lúc á hả? Có nghĩa là 6 năm. Dạ, trước thì em quen quen một người đó là bạn cùng giấy phòng á, là rồi. Cùng mấy bạn anh chị em của em luôn ấy. Sau đó là tình yêu nó nảy nở, em không muốn ấy đâu. Thì có nghĩa là quen hai cô một lúc chứ gì? Không, quen cô kia nhưng xong là cái người mà em xem giống như em gái của mình á. Quen luôn cái gì? Thì tôi nãy giờ tôi hỏi là quen hai cô một lượt đúng không? Chấp chết gì? Là sao tức là quen. Có nghĩa là trong 6 năm mà quen hai người một lượt, lúc đầu là quen cô này, xong tới cái chỗ cái phòng của cô nó chơi, chơi xong rồi riết cái thấy cái cô kia rồi quen luôn. Đó. Không, em quen là cái quen cả cô là cô kia, xong là cái cô mà bạn với em hồi xưa thế này, là hiểu vụ này ta. Trong thời gian em mới phát hiện ra là cô ấy yêu mình á. Thì xong thì em để thương lại. Đó. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Cho nên cuối cùng là sau 6 năm hai cô đi hết là không. Chứ vậy người ta bỏ là đúng rồi. Người ta phát hiện ra hả? Không bỏ mà do bọn em nhìn nhận ra mà không có thể tiến xa hơn được. Sao tiến xa được, lại quen lúc hai người mà tiến đâu? Tiến nhiều chỗ chết hả? Trời ơi. Ủa vậy mà hồi nãy em nói em nhát là nhát sao? Nhát vậy đó hả? Thì nhát trước đám đông cái gì? Nhát trước đám đông rồi còn chú gái là không nhát. Thời gian lâu thì mình có thể nói chuyện với cô ta. Bây giờ em có nhận ra cái lỗi đó chưa? Dạ em nhận ra. Nhận ra rồi đúng không? Bây giờ xây qua tôi nè. Bây giờ bỏ ra hết cái chuyện đó đi nha. Mình làm lại từ đầu. Dạ. Bỏ hết chưa? Dạ bỏ hết rồi. Chắc chưa? Cũng 3 năm rồi chị. 3 năm rồi ha. 3 năm nay có thương cô nào không? Không rồi chị. Có ai thương em không? Không rồi chị. Chắc không? Chắc. Hay là người ta có thương mà người ta chưa mình chưa phát hiện. Rồi mấy mốt tôi làm ai cô này vừa xong cái có cái cô kia cổ thương em đó giờ em mới biết rồi làm luôn. Không, giờ không đủ tuổi chín chắn này suy nghĩ rồi. Dạ. Quan trọng là mình nhận ra khuyết điểm rồi. Bây giờ là không có còn như ngày xưa trẻ trung nữa nha. Để tôi qua tôi xem cô này coi. Ô, chào em, rất xinh đẹp. Anh bên đây cũng đẹp trai. Thành ra đôi khi cũng có nhiều bóng hồng xung quanh ảnh. Mấy cái đó mình phải triệt từ đầu em. Dạ. Có bản lĩnh không? Dạ có, em cảm xúc mạnh lắm anh. Mạnh mẽ nữa. Được, anh nghĩ rằng em sẽ giữ được chàng trai bên đây. Ha, có yêu cầu ảnh gì không? Em thì không thích bạn nam là không hút thuốc, không uống rượu. Nhưng mà cũng biết uống bia tí xíu. Biết không bạn? Thuốc thì em không hút mà nhậu thì bạn bè thì em cũng uống một ít. Lúc mà cãi nhau á thì bạn nam có thể nhường em một tí. Nhường không? Tại vì em rất là nóng tính. Dạ, nếu mà cãi là em cãi cho tới luôn á. Không nhường làm đánh á. Em không có đánh đâu anh. Nhường không bạn? Nhường nha. Nhường đó, hứa rồi nha. Còn yêu cầu gì? Bây giờ sẵn bây giờ yêu cầu đi. Em cần bạn nam đó là biết quan tâm đến gia đình. Có không? Không, con người em thì sống nghiêng về tình cảm ấy. Tuyết con người ai có tình như mình có tình lại đúng không? Thấy không? Dạ, tình cảm thì phân biệt nữa anh. Giờ rõ ràng rồi đó. Thôi bây giờ mình sẽ giao lưu cùng người thân, sau đó hai bạn sẽ gặp nhau. Em đi với anh học hồi xưa cùng em với bạn của em. Dạ, chào anh Quyên Linh, chị Cát Tường. Chào bạn, bạn thấy cặp này thế nào? Nói chung thì em nhìn thì bạn gái của bạn Đạt cùng xinh. Bạn gái của bạn nào? Bạn gái của bạn Đạt nào? Chưa.
Và thấy cặp đôi tương lai như thế nào? Tương đối ấy. Bạn Đạt là người nói chung là nhát. Nhát. Bây giờ bạn thấy nóng, bạn này nóng tính chưa? Chưa, bạn Đạt rộng thiến về tình cảm và có hiểu với bộ cha mẹ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn gái mình có đi với ai không? Hôm nay em đi với hai anh họ của em với lại bạn. Em chào anh Hoàng Linh, chị Cát Tường xinh đẹp ạ. Rồi, cảm ơn. Thì về cái hình thức bên ngoài thì là giữa thấy Châu với em bên đây thì là ok rồi đó. Còn về cái nội dung thì thấy em đây hơi rối rối về tình cảm sao á. Rối quá. Cho nên là nếu mà được thì hai em cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu coi. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ hai bạn sẽ tìm hiểu kỹ nha chút xíu nha. Dạ. Mình kéo màn lại đi. Dạ em chào anh ạ. Anh ngắm đông quá. Gấu thôi, có cầm nhẹ nhàng chút xíu. Trời ơi hoa đẹp quá trời ha. Em chỉ có một điều anh hỏi, em chỉ hỏi anh thôi là anh nghĩ quan điểm tình yêu về hôn nhân như thế nào á? Thì quan niệm tình yêu thì trước tiên phải tin tưởng nhau này. Dạ. Thứ hai là chân thành, thứ ba cũng có gì mà thắc mắc cái gì đó thì trao đổi cho nhau biết, chứ đừng giấu giếm trong mình, nhiều lúc nó khó, sau này nó khó ấy á. Dạ. Em thì em cũng nói luôn, nếu mà đến với nhau á là mình phải tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Đúng rồi. Còn đi với nhau trên cả một đoạn đường á, có cái gì mình phải cũng chia sẻ thì lúc đó mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Cái đó hợp với anh á. Hồi nãy em có nghe anh biết hát á, anh có thể hát cho em nghe được không? Một đoạn chi xíu ấy. Dạ. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ, muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh, anh yêu em chỉ vậy thôi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Nói chung cặp này hát cũng không có hậu quả nghiêm trọng đâu. Bây giờ mình bàn tới chuyện ghen tuông chút xíu đi. Bên đây hơi rối rối đó rồi. Hơi rối rối chủ ghen tuông chút em xíu. Em hồi nãy em có nghe bạn Nam nói về chuyện tình yêu của bạn Nam, nó hơi rắc rối chút xíu, em cũng không hiểu cho lắm. Không phải là rắc rối mà trước đây là gì anh. Trước đây đi. Bây giờ chuyện có ghen không thôi. Ví dụ em nghe vậy nữa sau này có chuyện xảy ra có ghen không? Em ghen sao? Đó. Nói chung là ghen sao? Em phải coi cái tình huống nó xảy ra như thế nào chứ không phải là ghen tuông mù quáng. Ghen có nóng tính không? Dạ không. Chứ giờ có ghen không? Bởi vì ai cũng đẹp mà, bên đây cũng đẹp, bên đây cũng đẹp. Là hai người sẽ nói chuyện rõ ràng hơn. Chứ em không phải cái gì mà lúc mà cũng la hết chứ. Thì em có ngại làm dâu xa hay không? Em nghĩ là chuyện xa hay gần em không quan trọng vấn đề đó, nhưng mà để em xem tính cách của anh như thế nào đó rồi em mới quyết định. Hôm nay gặp nhau cũng là một cái duyên thì dạ. Câu này quen quá bỏ. Tìm câu nào khác lãng mạn hơn. Câu nào nói từ trái tim của mình để giờ mình cảm nhận cô gái trước mặt mình thế nào. Em thấy dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Thì nếu em cho anh một cơ hội thì anh sẽ cùng em đi trên bước đường còn lại. Dạ. Rồi đặt tay ra sau đây. Chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên, nhưng quan trọng là có duyên để bấm nút hay không. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ không bấm? Em nghĩ là em với bạn Nam chưa có đủ duyên với nhau. Nhưng mà em vẫn cho bạn Nam một cơ hội làm bạn. Chúng ta có thể làm bạn với nhau. Dạ. Chia sẻ những lúc buồn vui với nhau. Dạ. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc. Dạ. Đây dạ, là quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn. Dạ, rồi. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe. Rồi bạn đi luôn. Bạn đi luôn. Sanh ra được 20 ngày anh mới dắt người yêu cũ về. Rồi anh giỡn không anh dắt đi luôn. Rồi lấy hết tiền của em luôn. Hai người chơi cũng đã ngồi kế bên cạnh Tường rồi. Ý quên, mới có một người thôi. Bạn nam đang ngồi chờ đợi rất lâu. Và bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài để mời bạn nữ bước vào. Và chúng ta bắt đầu cuộc hẹn hò ngày hôm nay nha. Đợi chị chút xíu nha. Hello. Hello em. Dạ. Hello em. Dạ 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 chị. Dạ dạ dạ. Rồi đợi chị nha. Thank you.
Rồi, tháo mặt nạ ra đi cưng. Mời bạn nam tháo mặt nạ luôn. Rồi, đẹp rồi. Alo. Chào chị Tường. Chào, nãy giờ ngồi đợi lâu không? Cảm giác làm sao? Sốt ruột không? Đói bụng chút. Trời ơi, đói bụng. Bây giờ mình làm quen với người đẹp ngồi bên cạnh nha. Hai bạn đang ngồi cách nhau một trái tim thôi. Chút xíu nữa thì trái tim này mới được mở ra. Rồi, mời anh trai trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào con nữ. Em tên là Nguyễn Văn Diện. Nguyễn Văn gì? Nguyễn Văn Diện. Rồi, tiếp đi Diện. Em đến từ ở Kiên Giang. Kiên Giang, nghe biết miền Tây rồi. Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Sinh năm 81, em hiện tại là làm nông. Làm nông? Dạ. Làm nông là làm ruộng á hả? Dạ, làm ruộng á chị. À, làm cho người ta hay mình làm cho nhà mình? Làm nhà chị ơi. Nhà nhiều không? Mấy cái đó gọi là mấy công hay mấy thửa à? Đó, của em được 2 hectare. 2 hectare? Dạ. Đang sống với ai? Em hiện tại ở với má. À, đang ở với má. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em xin chào anh bạn bên kia. Em xin chào đại gia đình bé nhỏ của em đang xem chương trình của tỉnh Cà Mau. Wow. Em họ tên Văn Thị Hải, năm nay 37 tuổi, gốc của em là miền Trung. Em sinh ra và được lớn lên tại thành phố Cà Mau. Hiện tại nghề của em là nghề thợ may chính, còn nghề phụ là em đi nấu ăn. Trời nấu ơi. Ăn cực ngon luôn. Cực ngon luôn. Dạ. Có ý định mở nhà hàng gì không em? Nếu có cơ hội. Nếu có cơ hội. Điểm mạnh điểm yếu của em gái là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là biết lo làm ăn. Nấu ăn ngon. Rồi biết giao tiếp, biết thương người, nói chung là mọi mặt luôn. Là đảm đang tất cả luôn á. Dạ. Còn điểm yếu là hay khóc, hay bứt tóc. Trời đất ơi. Có đôi khi xéo móng tay luôn. Cái gì? Bứt tóc của ai? Bứt tóc em. Trời ơi, người ta hói đầu là người ta khổ lắm bà trời. Bao nhiêu tiền mà chưa đi cấy được cái miếng tóc mà đi bứt tóc. Trời ơi, nấu ăn ngon là được nè, may giá là tuyệt vời. Đàn ông mà nghe nấu ăn ngon là thích lắm đúng không em? Đúng rồi chị. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Em thì nói chung em làm việc nhà em làm được cũng được, cũng như là bằng nữ làm được em được. Nhưng mà cái là em làm không biết được có gọn hay không thôi. Hồi có làm là mừng lắm rồi, đàn ông biết làm việc nhà là hạnh phúc rồi. Có tật xấu gì không, có điểm yếu gì không? Em tật xấu cũng nhiều lắm mà tật xấu của em là chắc uống rượu. Bởi dân miền Tây là tôi nói rồi. Không hết uống lắm mình. Thì nói chung sức khỏe của anh mà cảm thấy mà anh uống được bao nhiêu mà anh đáp ứng được á thì... Đáp ứng được cái gì? Là cơ thể của anh á. Giống như là anh nhưng uống mà được bao nhiêu. Anh lấy em về anh uống rượu nhiều quá anh không đáp ứng được em. Nói chung miễn đừng đánh em được. Có không? Có khi nào đánh phụ nữ không? Không có đâu chị. Đó giờ em đâu có đánh phụ nữ đâu. Nhậu sao đi về nhà được, đừng té vào đây được. Không có đâu em ơi. Anh nhậu là anh không có té đâu em ơi. Rồi bây giờ qua tới chuyện tình trường. Tình trường em sao? Tình trường thì em đã có một lần đổ vỡ chính thức hôn nhân luôn. Ồ vậy hả? Năm đó bao nhiêu tuổi? Năm em 25 tuổi. Rồi có cháu nào chưa? Dạ có được một cháu rồi. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi chị. Trai gái? Dạ trai. Giờ ở với em? Dạ ở với em. Bé đang đi học? Dạ đang đi mà học. Lý do sao chia tay, quen được bao lâu mà chia tay? Em với ảnh quen nhau được 3 tháng. Cái đi tới hôn nhân đám về cái phát hiện ra nợ nần tùm lum hết trơn á. Rồi thêm phần mình ở thành phố nhưng không có nhà, rồi bị bên kia khi dễ á, rồi bắt con về đi cưới vợ khác. Hả? Rồi tới em có thai 5 tháng là em phải đi. Em đi đâu? Em xin lỗi, em không muốn nhắc lại quá khứ. Không, cái chuyện này nó qua rồi nhưng mà qua không sao. Rồi, nhưng em muốn nhắc lại. Không, ở đây mình chỉ không có nói chuyện quá khứ cho mình, nhưng mình cũng chia sẻ hoàn cảnh cho đối phương biết. Vậy là mình đâu có ở nhau được bao lâu đâu đúng không? Mấy tháng rồi chị. Là em chưa sanh luôn là đã chia tay luôn rồi. Khi thai em bị ra huyết á, bác sĩ á, thành phố không cho về quê, em mới ở ngoài này dưỡng thì bên bển á nói em bỏ nhà đi đuổi em luôn. Rồi gia đình ngoài này mới lo bảo bọc em tới mổ em bé ra, thì ảnh về anh nuôi, rồi về anh lo tới sanh ra được 20 ngày ảnh mới dắt người yêu cũ về. Rồi ảnh giỡn xong anh dắt đi luôn, rồi lấy hết tiền của em luôn. Em cũng gắng phấn đấu 2 tháng rưỡi còn em đi làm, tới giờ em đã mua được đất cất nhà tại thành phố luôn rồi. Nhưng mà nỗi đau em nó không xóa được. Không, bây giờ chị nói với nghe nè, em phải quên. Tại vì em phải quên thì em mới nhẹ nhàng, thì em mới đón nhận cái tình yêu mới tới được. Nói chung là do mình không may mắn thôi. Nên mình nghĩ là do mình nợ đâu kiếp trước mình trả đi. Chứ bây giờ em cứ giữ cái chuyện đó hoài, làm sao em tiếp nhận một cái người đàn ông khác được.
mà cái đó không có đáng. Mà bây giờ mình nhìn lại con mình là mình hạnh phúc đúng không? Con lớn rồi, bây giờ nhờ được rồi đúng không? Hiền lắm chị, em dạy con ngoan, hiền, học giỏi lắm. Rồi, không có buồn nữa. Học lớp mấy vậy em? Nó học lớp 7 rồi anh, mà em gửi vô trường điểm đó, trường cũng nổi tiếng thành phố Cà Mau đó. Con học cũng tốt lắm, ngoan hiền lắm. Đó, thì vậy là giỏi rồi. Nghe hoàn cảnh của cổ anh thấy sao? Em thì thấy đáng thương thôi, chứ như bằng cái người kia nó vô tâm quá. Nhưng mà em, ví dụ như em nghĩ là em rồi gia đình ba mẹ có chấp nhận nàng dâu tương lai mà đã có từng một lần gãy đổ không? Không, nếu em chịu thì mẹ em, má em chịu rồi chứ em không, má em không quan trọng với cái chuyện đó. Bản thân em thì em có ngại gì không? Chị hỏi thiệt. Em thì cũng không ngại gì, nếu mà nó chấm dứt thì mình tạo thân mới thì không lẽ mình giữ cái sống đó mình sống hoài sao? Cũ rồi, mười mấy năm rồi ha, chuyện nó xa xưa lắm rồi. Rồi bây giờ tình trường của anh sao nè? Em thì cũng có mối tình mà ngay qua ngắn một tháng trời, em tính không nhắc mà rồi người ta đi nước ngoài. Bạn có một tháng trời, một mối tình một. Tại vì lúc trước thì là anh công ty làm quen bạn ấy tầm chung, rồi lúc quen bạn ấy rủ mình đi coi cổ động, rồi em không đi, rồi tới giờ. Rồi bạn đi luôn. Bạn đi luôn. Quen mới có một tháng. Em nghĩ chắc gần tháng. Bao lâu rồi? 6-7 năm. 6-7 năm. Có nghĩa là chưa có mối tình nào sâu đậm hết trơn á? Chưa. À, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người em thì chưa có nghĩ sai đâu, mà em nghĩ là hiếu thảo với cha mẹ là quan trọng là vậy thôi. Còn cái chuyện dễ dãi như là đừng dễ dãi với em, đừng dễ dãi người ta. Ta mà dễ dãi mà mười mấy năm nay ta ở một mình. Không, em nói chuyện khác rồi, em nói chuyện đó. Chuyện khác là chuyện gì? Cũng như dễ dãi với em, như là có em có lỡ mà đi nhậu sai mà về đó thì bỏ, đừng có chửi mà dằn á, được rồi. Chỉ là ngủ. Kêu bằng bình tĩnh cư xử gia đình chứ đâu phải dễ dãi anh. Nhưng mà giờ cuối cùng em thích cái mẫu người sao? Cao thấp mập ốm như thế nào phải có cái hình mẫu chứ. Nhất là nếu mà cao 1.5m lên 1.5m gì được. Rồi, gì nữa? Cứ mập quá. Đừng mập quá. Rồi, có gì nữa không? Mắt mũi miệng. Còn nguyên nữa. Thì đương nhiên còn nguyên rồi ông. Thì có lẽ. Lẽ, rồi. Vậy thôi. Vậy thôi. Còn em không đạt tiêu chuẩn gì, em tới 1.62m rồi. Rồi. Nè, kiếm cổ coi, trời, tôi kiếm chưa ra nữa. Kiếm đi, cổ trọng đó. 1.6m cao hơn mấy người trong này, người nào cũng cao chân thì sao biết. Nè, kiếm ảnh đi. Hình em chụp bao lâu rồi em? Hình đó em chụp năm em 16 tuổi đó anh. Cái gì? Rồi cái hình này năm 16 tuổi. Mà bây giờ trẻ hơn rồi đó. Giờ 37 mà trẻ hơn hồi 16 tuổi đó. Ý, cái tấm 16 tuổi tấm kia lộn. Ở vậy tấm này bao lâu rồi? Tấm nó 21 rồi. 21 là 21 tuổi hả? Dạ, cái đó em ra nghề rồi. 21 tuổi, đâu chỉ vô coi. Nè, tại hai tấm thì tưởng tấm kia. Thôi ơi, bà đưa hình bà hồ tin dữ gì. Rồi kiếm ổng đi. Ảnh là người chính giữa. Sao biết? Em nghe cái giọng nói. Nghe giọng nói mà nhìn hình biết người chính giữa luôn. Em không biết em chọn đại đó, sai cũng chịu. Sai tôi gả luôn á nha. Thì chị gả em đồng ý đây, rồi ra ngoài tụi em xin tìm hiểu thêm nữa rồi em mới chấp nhận. Trời ơi, tôi tin tưởng tôi dữ vậy em, sao? Em thích bạn áo tay dài hay tay ngắn vậy em? Nói chung thì mặc lịch sự, đừng mặc áo dây được rồi. Này. Rồi, hồi tôi gả cho cô đó luôn. Thôi bây giờ vậy, khó nói lắm. Cầm đi, chút xíu nữa mở lên. Rồi so coi đúng không nha. Cầm đi chút xíu so với hình coi có gì khác nhau không. Chắc về Kiên Giang ở luôn quá. Ừ, mời hai bạn hãy nhìn xuyên qua khung cửa trái tim để xem ngày hôm nay phán đoán đầu tiên của mình có đúng hay không nhé. 1 2 3 Chúc mừng em gái. Dạ. Anh có quà tặng em. Thôi người ta đoán sai, người ta có quà đừng buồn. Em cảm ơn anh, em cũng có quà tặng cho anh. Nói chung em là thợ may mà chuyên đồ nữ. Cái đồ nam này em chỉ mò em may đại. Không biết dốc dáng sao, em sợ mập mặt rồi không vừa. Bận vô đi, bận vô coi thử coi được anh không. Anh bận thử đi rồi. Trong đó em có tờ giấy tặng cho anh luôn. Anh đọc cho mọi người xem luôn đi. Bây giờ mặc cái áo vô đi, rồi mặc cái áo đó rồi mới đọc, hiểu không? Rồi mặc cái áo vô cho ta coi ta may đồ nữ không đó. Tại vì để xe nó dập á, đồ nhiều nó dập cái bâu rồi, nhưng mà không sao, bâu xịn nó về ủi lại. Anh đâu có biết tuổi đâu. Em ai đồ xịn không à, khỏi lo. Tôi thấy vừa rồi đó. Được không chị Từ? Được. Gài lại đi, nó lịch sự coi. Trời ơi, hồi hẹn hò luôn. Thằng áo này về làm ruộng sướng chị, luôn à. Chị, gỡ ra chị. Trời ơi. Đi qua cài cho ảnh đi, tự nhiên bắt tôi cài. Trời ơi, phải người yêu tôi đâu. Em chưa bấm nút mà em không có quyền cài. Em cài là coi như em bấm nút rồi. Sao vừa không, thấy ổn không? Nói chung ăn thêm này vô là vừa đó. Em ăn nhiều phút mới vừa. Được ha, từ qua đẹp trai luôn rồi. Ngon lành, đọc thơ đi.
Rồi ngồi xuống đi cưng. Em viết đại đó chứ không biết thơ gì á. Yêu cầu hằng đêm buồn buồn em ơi, viết nhiều bài đăng lên mạng lắm. Rồi. Tặng người phương xa, lần đầu gặp anh không biết tặng gì. Thôi thì em tặng chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi tuy không đáng gì, nhưng từng mũi chỉ. Cái này anh nhìn không có ra em ơi. Chị Tường đọc đi chứ. Đây, mệt ghê, ta phải vừa đọc vừa đoán chứ. Tặng người phương xa ngày 9 tháng 7. Bởi vì em mời chị Tường đọc là... Lần đầu gặp anh không biết tặng gì, thôi thì em tặng chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi tuy không đáng gì, nhưng từng mũi chỉ xin anh khắc ghi. Từng đêm em thức xá chi, chỉ mong cho áo hợp người vừa quen. Mong sao áo sẽ thân quen, người luôn mặc phải đi xem hội làng. Nhớ nàng dẫn thức mơ màng đêm thâu, khâu cho xong những chiếc nút áo nâu. Áo nâu không? Nâu. À, áo nâu. Khâu cho xong những chiếc nút áo nâu, tặng chàng kỷ niệm lần đầu gặp nhau. Mong sao vẫn giữ bên mình ân tình nho nhỏ, xin gìn giữ thay. Ngày mai đường ai nấy về kỳ vậy? Câu cuối. Còn câu cuối ngày nữa. Mai đường ai nấy về, có duyên gặp lại ta sẽ là người thân. Tại bữa nay là hai mình về, đường ai nấy về đâu về chung nhiều được. Khi về chung sao? Bữa nay mình phải sửa lại câu này. Có duyên phải gặp ta là người thân. Phải sửa lại hai câu đó. Rồi các làm kỷ niệm hay không? Dạ hay. Nhận món quà của cổ cảm thấy như thế nào? Em thì không có biết nói gì cho hay lắm, mà em thấy chắc nghĩ nhiều lắm mới viết được bài thơ vậy. Chưa chị, còn ca nữa. Rồi ca luôn đi, ca luôn đi. Ca wow. Luôn nha. Ca luôn. Nội về miền Tây Cà Mau nha. Rồi vô luôn. Vỗ tay. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui cùng vui ấm nọ cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận, ai qua Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ống đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Trời ơi, dễ thương, nghe nó dễ thương gì đâu luôn á. Sao? Bây giờ trong người cảm thấy như thế nào? Nói tôi nghe một câu coi. Em vui hơn thì thôi. Đáp lại chị Tường ơi. Có bài hát nào tặng cho cổ không? Càng câu em biết giọng về em tập cho anh. Đó, thấy chưa? Câu ca cổ đi. Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi, mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê tôi. Ở nơi đó tôi cũng có người thương, cứ chèo chèo nàng ra bờ sông. Em bờ sông làm gì ngoài? Ngồi tắm. Phải không? Dạ, tắm xong mới giặt áo. À vậy hả? Bây giờ vậy, chị Tường sẽ để cho thời gian cho hai bạn tâm sự với nhau ha. Dạ. Ở đây là mình là chương trình hẹn ăn trưa, cho nên bây giờ các Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức một món ăn ngon của nhà hàng Việt Phố nha. Rồi, xin mời món ăn. Đây là món bò lúc lắc nè, đây là món bò bistec của nhà hàng, thơm quá. Tôi cũng ra ngoài tôi kiếm gì ăn đây. Nhưng mà nhớ nha, đói bụng ơi, đói bụng, vừa ăn vừa tâm sự nha. Hỏi cái gì thắc mắc thì hỏi đi nha. Để chút xíu Tường quay trở lại là mình quyết định có hẹn hò nhau hay không đó. Dạ. Ok chưa? Rồi, mời hai bạn thưởng thức món ăn. Chúc hai bạn ngon miệng. Em mời anh nha. Em chỉ ăn được khoai tây thôi chứ em không biết ăn bò. Vậy sao em nấu ăn người ta ăn được? Em nấu người ta ăn được nhưng em ăn không được. Rồi theo trao đổi nãy giờ anh nghĩ sao về em? Có gia đình, có con. Anh thì không có ngại vấn đề có con hay là gia đình, mà anh thấy nếu mà mình hợp nhau thì mình tính sao thôi chứ. Như nãy giờ qua cuộc trao đổi đó, anh cũng thấy là em đã có nhà riêng rồi. Định cư cuộc sống của em bây giờ là hiện tại nằm ngay thành phố. Em không biết làm gì về nông thôn hết rồi, nếu mà... Anh cũng đang định hỏi em vấn đề đó. Anh ngoài làm ruộng với làm biển anh đó, trên lộ anh ít, không biết làm gì kiếm tiền nhiều hơn cái này đó cho em ơi. Thì bây giờ em là không biết làm nông rồi đó. Nếu về bên nhà nông là chắc chắn là em không làm ra tiền, mà trong khi em có con riêng nữa. Rồi nếu vậy về nhà rồi
cuộc sống rồi vất vả khó khăn rất nhiều, trong khi anh còn mẹ già nữa, rồi làm sao có thể tạo dựng được hạnh phúc về sự nghiệp cho tương lai, ví dụ mà mình có duyên với nhau. Hiện tại bây giờ em sống với con rồi hay là còn ai nữa không? Dạ không, cuộc sống em với con em tự lập từ năm 12 tuổi luôn anh. Bây giờ là em thấy trước mắt là giữa em và anh á, khoảng cách cái địa lý thì nói chung nó cũng không gần. Nãy giờ anh nói thì em biết Kiên Giang, em biết em đã từng đi Châu Đốc, em cũng biết được phần nào. Mà theo anh làm nghề nông mà tay lái anh chạy đường dài nhiều, thì thêm anh đã từng giới thiệu là anh nhậu nhiều nữa, em nghi không đủ sức để anh đi đường dài á. Không, anh đi xe, nếu mà anh đi xe lúc trước này làm trên thành phố là anh đi xe không ra không ạ? Em biết, nhưng mà nếu mà thời gian cái đó anh đi làm thì thời gian lâu lâu anh đi một lần. Còn cái nhậu tại anh hay nói hay vui hay lố rồi chứ anh nhậu cũng có mức độ, anh nhậu mà suốt đâu mà thời gian đâu anh làm. Rồi nếu như tìm hiểu như vậy rồi thời gian anh đi tới đi lui như vậy đó, rồi khoảng bao lâu? Khoảng chừng 10 lần nữa, nửa tháng hoặc là tháng anh đi 2 lần hoặc 3 lần. Tại vì anh làm cái này cũng đâu có ràng buộc vậy đâu. Tôi tức quá, tôi ở ngoài tôi tính ăn rồi mà tôi nghe câu chuyện tôi phải vô, tôi phải cứu cho bạn trai của tôi. Nói no luôn. Bà làm quá hả? Giờ nghe tôi giải quyết cho nè, đơn giản thôi, bán bớt một tạ lúa đi cưng ha. Sáng chạy xuống giờ cổ lo sức khỏe, cổ cứ nói mé mé mà ở lại cổ không cho, thì em thuê nhà trọ kế bên cổ, em ở lại em chơi với cổ rồi em mướn nhà trọ em ngủ đến sáng rồi em về. Ví dụ như một tháng em xuống thăm cổ 3 lần, 2 đêm em ngủ nhà trọ riết, rồi cổ cũng thương, cổ mắc vô cổ cho ngủ phòng khách, có gì đâu. Quan trọng là bây giờ đừng có tính đến những chuyện đó, quan trọng là nhìn nhau có rung động miếng nào hay chưa. Nếu đã có không có rung động rồi, người ta nói vô duyên đối diện bất tương phùng. Bây giờ vậy, ăn đi, vừa ăn đi vừa nói chuyện. Nè, bây giờ bóc một lá bài hỏi bạn gái để cho bạn gái trả lời cho anh đỡ khớp. Đọc lớn lên. Tôi yêu cầu bạn nữ nói ba câu thật xấu của bản thân. Bây giờ mà lôi ba thật xấu của em rất là khó luôn á. Một, buồn bứt tóc là xấu đó. Hai, xéo móng tay là thật xấu đó. Ba là buồn nằm khóc là thật xấu đó. Còn ngoài ra không còn xấu nữa. Không chơi bời, không dính dấp tới gì hết. Không biết làm đẹp bản thân luôn. Rồi bóc một lá yêu cầu anh nói coi. Hãy yêu cầu bạn nam làm mặt xấu, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Gương mặt đã đáng yêu rồi, làm cái này chắc đáng yêu nữa. Ôi, đáng yêu nói gì đâu. Hả? Vừa xấu, vừa ngộ nghĩnh, vừa đáng yêu. Chứ không phải tự nhiên cười khà khà là không có đáng yêu nè, phải làm xấu nữa. Tư vấn cho người ta đi, đó, không xấu. Làm hai cái em từ không đó. Thể tư vấn. Ừ, xấu đi, xấu đâu. Vừa xấu, vừa ngộ nghĩnh, vừa đáng yêu. Trong đây tới ba điều là làm xấu, cái là chỉ làm xấu thôi, còn ngộ nghĩnh đâu. Chưa từng biết cái ngộ nghĩnh luôn hả? Bắt lá khác chị. Lá này khó quá, bỏ qua đi, lá khác. Thà dẫn đi. Như là lời nghe mày. Điều gì ở đối phương khiến bạn nam thích nhất? Rồi chết em. Thích cổ gì nhất? Ngắn gọn vậy đi. Nhất nói thôi. Anh thấy thích người thích cái chân thành em nói chuyện thôi, chứ anh chưa có thấy gì. Cái kiểu mà em nói thiệt là anh thích thôi, như cái đệ thôi. Chỉ thích chân thành thôi phải không? Bây giờ hỏi thiệt, bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Hiện tại trong lòng của anh cảm nhận như thế nào ngay giây phút này về đối phương? Em thấy... Nói thật không? Thấy thích vậy thôi. Thấy thích? Dạ. Em cảm nhận về anh ấy như thế nào? Hiện tại trong lòng em suy nghĩ như thế nào? Thì nói chung thì mười mấy năm qua em cũng chưa có được cái người đàn ông nào làm rung động hết. Nhưng mà bây giờ trước mắt thì em chưa có thể là biết con tim em như thế nào. Tại vì mới gặp qua đây em chưa có thể là biết hết về ảnh, cảm nhận hoặc là bên trong ảnh như thế nào. Phải tìm hiểu nữa thì em mới biết, chứ bây giờ thật sự là em chưa có cảm động. Rồi, thôi được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi Tường đếm từ 1 đến 3, nếu như các bạn đồng ý hẹn hò thì các bạn bấm nút. Các bạn không đồng ý thì các bạn không bấm. Bấm này là để hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Rồi, nhắm mắt lại, mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em lại không bấm? Dạ, trước khi em cũng mong anh thông cảm. Sao đâu, tại vì em cũng nói anh cũng hiểu rồi. Tại vì anh muốn cho bản thân cơ hội với em, cơ hội cho anh cũng hiểu là em không bấm. Đây là một người bạn ông rất bản lĩnh. Dạ. Biết dù có thể là bạn nữ không bấm nhưng anh ấy vẫn bấm, bởi vì anh ấy thích
anh ấy chân thành. Nhưng mà thôi, tình yêu đó là cái duyên các bạn ạ. Nếu mà cái duyên nó chưa đến thì không sao hết. Rồi chúc hai bạn, biết đâu hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình ha. Hoặc là nhiều khi mình không bấm nút ở đây, nhưng mà trên đường về mình cũng có thể tìm hiểu thêm với nhau. Rồi cảm ơn hai bạn, mời hai bạn đứng lên. Cảm ơn chị, cảm ơn chương trình. Thay mặt chương trình chúc hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của mình ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc, 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần, trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hỏi anh thì anh bảo không có cảm xúc. Cảm nhận đầu tiên của em như thế nào khi cánh cửa trái tim mở ra mà nhìn thấy hai cô gái ở bển? Mời em. Không có cảm xúc chị ơi. Không có cảm xúc chị ơi. Thì thật sự đối với em không quan trọng về cái đẹp hay không, hay có tiền hay không. Nhưng mà em quan trọng hơn là ở cái cách đối xử, cách nói chuyện á. Em cảm thấy không có thiện cảm. Sự thật là vậy, tại vì tính em ngồi lắm. Khi người ta cho em cái gì thì em sẽ cho lại như vậy và hoặc nhiều hơn. Chứ tự nhiên có hai bạn hỏi anh không có cảm xúc. Thì người ta đã không có cảm xúc với mình, tại sao mình phải có cảm xúc lại? Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Thật là thú vị quá chị Tường. Mỗi tập, mỗi câu chuyện khác nhau, mỗi cái sự biến khi mà cái khoảng khắc quyết định hai chị em mình không thể nào kiểm soát được những khoảng khắc đó chị. Không thể nào kiểm soát được. Ông Mai bà Mối chỉ kiểm soát là cái gì? Khai thác nhân vật, lý lịch, rồi dẫn dắt câu chuyện thôi. Còn cái cảm xúc trong tim của người ta làm sao mình biết được? Mình lừa banh đâu, còn có suốt hay không là chuyện của họ. Đúng rồi, mình sẽ cố gắng hết cỡ chị Tường. Cố gắng hết sức thôi. Tay nào. Cũng vậy. Và bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình chúng tôi bước ra sân khấu. Hai bạn trai đã ổn định vị trí ngồi. Thì bây giờ tới đàn gái, mời hai cô gái xinh đẹp. Hai cô gái xinh đẹp của tôi. Bắt đầu giới thiệu về bản thân mình một chút xíu nha. Mời chàng trai ở ghế đỏ. Bây giờ mời em giới thiệu nè, em tên là gì? Dạ, em tên là Đoàn Khắc Dương, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1994. Hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Dương? Dạ, hiện tại quê em ở Bình Phước. Dạ, em cũng mới lên thành phố lập nghiệp thôi. Mới thôi, mới là bao lâu? Dạ, khoảng được nửa tháng. Cái gì, mới có nửa tháng thôi à? Dạ. Vậy hiện tại là em đang lập nghiệp, là em đang làm gì ở trên này? Dạ, hiện tại em đang làm phòng nhân sự ở công ty ở quận 1 ạ. Vậy còn lúc ở dưới quê thì mình làm gì? Dạ, em cũng làm phòng nhân sự nhưng mà ở công ty ở khu công nghiệp. Lý do gì mà mình lại chuyển đổi lên trên này? Dạ, em muốn lên thành phố là em muốn tìm một cơ hội mới. Mục đích thứ hai của em là muốn tìm một người phụ nữ luôn bên cạnh mình. Ủa, dưới kia có người phụ nữ phải lên thành phố mới có được người phụ nữ hả? Thích ghét thành phố hả? Thứ nhất là em cũng muốn lên lập nghiệp và cũng muốn có bạn gái trên này thì hai người sẽ cùng nhau lập nghiệp và sinh sống ở đây luôn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á thì là chân thành, nhiệt huyết trong công việc. Còn điểm yếu của em á, mọi người cũng gặp đối tượng sẽ hơi nói nhiều tiếng. Em ngủ ngáy. Sao em biết em ngủ ngáy? Tại vì em nghe người ta nói. Người ta là ai ngủ chung với em? Em trai em. Phải nói rõ chứ, để người ta là không biết người ta nào nha. Những lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Những lúc rảnh rỗi thì em chỉ đi một vòng chơi với bạn bè. Dạ, cuối tuần là hay đi cà phê. Đồ đạc em thay xong là em không có treo lên mà em cứ để đó rồi từ từ em treo xong. Mà có giặt không? Dạ có chứ, trời phải giặt đầy đủ, không giặt rồi ra đường hôi. Là sạch sẽ chỉ có hơi bề bộn xung quanh thôi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đó là những thông tin của chàng trai ngồi ghế màu đỏ. Giờ cô gái ngồi ghế màu đỏ, mặc cái áo màu đỏ, cái đầm màu đỏ luôn. Trời ơi, màu trùng khớp luôn. Em giới thiệu về mình đi nè. Dạ. Lời nói đầu tiên cho em Elina xin được gửi lời chào tất cả cô chú mọi người đang xem chương trình, cũng như là chào anh Đạt cũng như chị Cát Tường ạ. Em tên gì? Dạ em tên là Elina. Đó là nghệ danh của em. Còn tên em là tên Trang. Em tên Trang. Em làm công việc gì mà có nghệ danh? Dạ hiện tại thì em đang làm streamer và mẫu ảnh.
Sugar. Là streamer là live stream á, live game. Streamer, streamer hả? À là chim biết là giới thiệu những mặt hàng đúng không? Dạ không ạ, em live stream, em chơi đậu cụ, hát hò cũng giống như em chơi game mà. Dạ. Review những cái này nọ xong rồi. Mẫu ảnh. À, hello chị. Cho chị đẹp. Cảm ơn. Ngoài em thấy đẹp không trên TV? Mê lắm lắm. Rồi, đó là bây giờ em quê quán em ở đâu? Dạ, em là một người con đến từ vùng đất miền Tây, đó là Cà Mau. Em ở đây được 21 năm, năm nay em 21 tuổi. Không mà nguyên gia đình ở đây đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Quê ngoại hay quê nội ở Cà Mau? Dạ, nội em ở Cà Mau ạ. Hiện tại thì em đang ở một mình, em đang ở Gò Vấp. Em tự lập khá là sớm nên là em muốn cho em một cơ hội để tự làm hết tất cả mọi thứ để em trải nghiệm cái cuộc sống nó. Em tự lập được bao lâu rồi? Em mới tự làm được 2-3 tháng. Kia người ta mới lên có nhiêu mấy tháng? Nửa tháng thôi. Điểm mạnh điểm yếu là gì? Em có một điểm yếu đó là kiểu hay kiểu bị nũng nịu, bị nhúng nhẽo. Thật ra thì giữ xương xương hơi giữ dằn dằn. Khi mà nắng mưa thất thường, con gái mà ai cũng kiểu sáng nắng chiều mưa. Khi mà công việc streamer là căng thẳng là được, thường là làm gì 24/24. Dạ đúng rồi. Khi mà stress thì em làm cái gì em giảm stress? Dạ em đi du lịch. Em mới đi du lịch về nè. Du lịch đâu ạ? Dạ em đi về quê em. Dạ em đi về quê em. Dạ đầu năm thì em đi Đà Lạt, xong em đi chơi gần, xong em vừa lên mấy ngày đây. Rồi, đó là thông tin của cô gái streamer ngồi ghế màu đỏ. Rồi, chào em trai cái xanh, em giới thiệu về mình nha, em tên gì? Lời đầu tiên em cũng vẫn muốn được chào chị Cát Tường, anh Hướng Minh Đạt và tất cả khán giả đã có mặt trong quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Vinh Phúc và hiện tại thì em đã 25 tuổi rồi. Công việc của em hiện tại em đang là một freelancer, em chạy công việc tự do ấy chị. Và quê quán của em ở Lâm Đồng, tại thì em vẫn đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái công việc này là em bắt đầu từ thời sinh viên. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em có nghĩa là hơi tự tin. Tự tin nhất về điều gì ở bản thân? Đôi lúc mình cũng hơi ảo tưởng về nhan sắc của mình. Ảo tưởng về nhan sắc hả? Tự tin về đẹp trai không? Thì lúc nào cũng cười hả? Em hay cười. Với lại em lạc quan. Rất nhiều công việc của em nó hay stress, thế cho nên em mỗi cái lần mà em stress là em hay rủ bạn bè của mình đi karaoke. Và em cũng có một đứa bạn cùng đam mê với em là thích hát. Vì hát đam mê, dù mình không hát hay nhưng mình hát vì đam mê. Sắp về điều yếu thì em cũng không biết nhiều, nhưng mà có một cái điều yếu là đô của em hơi yếu. Đô của em chắc khoảng 1 lon. Em nhậu thít mà ăn thì nhiều. Trong khi các bạn đang mới nâng ly 1-2 phát thì không biết là mồi đâu mất hết rồi. Há mồi quá trời mà cái tướng cũng nhon thấy không? Vậy. Thôi bây giờ mình nói nhiều làm gì, mình hát khúc đi. One day my father he told me son don't let slip away. He took me in his arms, heard him say, when you get older, your white heart will live for younger day. Think of me if ever you are afraid. He said one day you leave the world behind. I wish I could escape it. I don't wanna think it. Wish I could erase it. Make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, I'm a bad liar. Now you know, you're free to go. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chứ đau lắm. Ai chờ, em chờ đợi ai? Em có chờ đợi anh không ạ? Xin lỗi. Phải luôn rồi. Rồi, tới phiên em đến một ghế màu xanh. Dạ, lời đầu tiên em xin chào quý vị khán giả. Chào anh Hướng Đạt, chào chị Cát Tường và hai anh ở bên kia. Thì em tên là Phương Liên. Năm nay em 21 tuổi. Em đang là sinh viên năm cuối ngành kế toán của trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương. Em thì em đến từ Bình Dương. Nhưng mà quê gốc của em thì ở thủ đô Hà Nội. Ba mẹ em vào đây định cư từ năm 96 rồi ạ. Hiện tại thì em học còn 1 năm nữa hả? Dạ hiện tại em đang học năm cuối rồi. Năm cuối rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em là một cô gái lì đòn. Lì đòn. Sợ quá vậy. Lì đòn là sao cơ? Dạ khá là gan dạ, với lại em tự thấy bản thân mình là có tính kiên nhẫn và chịu đựng cao á.
Có hay bị ăn đòn không? Ba mẹ có hay quýnh không? Dạ, ngày xưa đi học thì bị mẹ quýnh hoài luôn. Bị đòn ha, quýnh quýnh ham chơi đúng không? Có ham chơi không? Dạ, hồi xưa học cấp 1, cấp 2 thì em chơi lắm, lì lắm. À, dạ. Còn có điểm yếu gì, điểm mạnh, điểm yếu gì nữa không? Ngoài ra thì em cảm thấy là mình là một good girl. Em nấu ăn giỏi. Dạ, em có thể nấu ăn, làm bánh, từ heo thì cho tới nói chung là em có thể vỗ béo bạn trai, cũng có thể giúp bạn trai mình giảm cân. Thấy bạn trai chưa béo mà tôi định em béo trước á. Em đang trong quá trình giảm cân. Nhiều khi là ta phải thử đồ ăn trước rồi xong rồi mới biết là heo. Giống lạc trung bạch vậy đó hả? Bình gì cũng khoái ăn uống lắm, bình gì khoái ăn uống lắm. Hiện tại thì em đang đi tập gym. Khi mà bản thân em căng thẳng hay là có gì đó khó chịu tức tối thì em sẽ tập boxing với lại anh BT của em. Ngon mà, tính đòn mà bị đòn. Còn đâu con nữa à, hai anh này quất một cái là hai anh nằm dài luôn, nó giỡn hoài. Có tập boxing nha, chứ ở bên đây là chất lắm á. Quay lại với chàng trai ở ghế đỏ à, em đã trải qua mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em trải qua 4 mối tình chị. 4 mối tình rồi, đâu kể gì Tường nghe những cái gì mà ấn tượng động lại cho em sau khi mà trải qua 4 mối tình đó nè. Thật ra 4 mối tình đều có một điểm chung là em người thứ ba. Em là người thứ ba? À, không phải, em bị cắm sừng, nói chính xác. Là em bị cắm sừng, cái sừng cũng dài dữ ha. 4 cái luôn đều cắm sừng hết. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên em cắm sừng thật sự là em rất là buồn. Nhưng mà thấy một lần thì thôi không nói gì. Nhưng mà cả 4 lần mà mình đều bị cắm sừng như vậy thì em có rút ra cái kinh nghiệm gì không? Em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình lại bị như vậy không? Lỗi đầu tiên là cũng một phần do em. Công lỗi đầu tiên là một phần em. Tại vì em cũng không có hiểu tâm lý của con gái. Lỗi một phần do em. Tại vì em nói với họ là em muốn liên họ tới khi nào mà em cưới được thôi. Lúc đó em cũng chưa nắm tay gì luôn chị. Trời đất ơi, hàng chi ta có người khác đúng rồi ông ơi. Đối với em thì cho dù người ta cấm sừng như thế nào nữa thì em cũng không nhận. Em cũng không cần phải rút ra kinh nghiệm gì hết. Quan trọng là mình cho đi là được rồi. Nhưng bản thân mình phải biết là tại sao người ta đang quen mình mà người ta lại có người khác chứ. Thì đôi khi có những cái điều mà mình có điểm xấu hoặc là mình không đủ hoàn hảo. Trong tình yêu không có thể nào em như vậy hoài là em sẽ còn bị nữa. Tại vì em không có sự quyết đoán trong tình yêu, em cũng không có cái sự mạnh mẽ trong tình yêu. Nói chung là em hơi bị nhạt. Ví dụ một lần không có gì mà 2, 3, 4 lần người quen mình người ta đều chọn người khác là mình phải coi lại bản thân mình. Rồi em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em chỉ cần người phụ nữ đó là hiền, nói chung là đảm đang và biết chăm sóc hai gia đình mọi người. Ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Em chỉ cần cao trên 1m55. Ok. Hay quá, cố gắng lên chàng trai. Em, dạ. Tình yêu em sao? Em có hai mối tình, tình yêu em khá là vui vẻ. Đúng tình rồi. Yêu em lúc nào cũng sự ngập tràn, sự vui vẻ. Đúng rồi, kể sự vui vẻ trước đi rồi hãy kể vì sao chia tay. Mối tình đầu là em quen được 1 năm. Cái người đó không ủng hộ nghề làm việc của em. Nên em đơn giản lắm, em chọn công việc. Em chọn công việc. Dạ, mối tình thứ hai thì sâu sắc hơn xíu là người ta giúp em trưởng thành hơn. Và cũng nhờ cái người đó thì em mới một phần sự giúp đỡ ở đây em mới có được như ngày hôm nay và em ngồi ở đây. Ở cái thời điểm đó cả hai đều chưa có đủ sự trưởng thành. Ở cả hai còn cái sự nó trẻ con và suy nghĩ nó chưa được chín chắn. Và em quen người đó được 3 năm. Bây giờ là tới chương trình là em có đặt ra một cái mẫu người đàn ông như thế nào không? Em thích cái sự thoải mái nên là em không thích cái sự ràng buộc lắm. Bởi vì em là người phụ nữ hướng ngoại. Kể cả sau này em có gia đình em cũng sẽ đi làm việc, chứ em không phải là tiếp người ở nhà. Ngoại hình có cần thiết gì không ạ? Tao cao hơn em là được rồi. Cao hơn em là được rồi. Cỡ anh. À, mét 7 hả? Dạ, cứ đẹp trai như anh Đạt là được. Dạ, cứ đẹp trai như anh Đạt là được. Rồi. Trời ơi, nam em đẹp trai rồi. Biết bạn ấy là phải năng nổ thường xuyên đi du lịch. Dạ, nhưng dạ. Mà biết đôi lúc cuộc sống hy vọng quá. Phải biết nhậu nữa nha. Biết nhậu mà chơi đánh bi-a, chơi thể thao với em. Dạ không, cái đó là một cái thể thao vui vui của em rồi ạ. Thể thao là nhậu hả? Buồn buồn từng nhậu 2 lần, vui vui từng nhậu 3-4 lần vậy. À, cái đó là em có thể kết bạn được với chị thôi, chứ còn đây em thất vọng nhiều, em thất vọng. Dạ không sao, còn biết chơi đánh cầu lông hay chơi đánh bi-a hay là chơi gì thì cứ rủ em. Trời, em sẵn sàng. Người ta vui vẻ là được. Đó, cổ nói tùm lum la, em biết chơi môn gì không? Nhậu là bỏ karaoke. Dạ đúng rồi, môn biết karaoke nữa. Còn biết một chút đó. Ừ. Nhậu được không? Dạ, nhậu thì chắc chắn là được rồi. Được luôn. Ờ. Được. Không, đô mạnh không? Một lon. Đô mạnh không? Dạ không, em vẫn nói em đô một lon nhưng mà nhậu tới bến em vẫn nhậu được. À, đô một lon, nhậu tới bến nhậu được là sao? Tới bến một lon. Mậu. Kiểu như là người ta uống một ly đi thì mình phúc một hớp. Trời ơi. Rồi thôi, bây giờ vô tình trường nè, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua
hai mối tình rồi. Hai mối tình này của em cũng khá giống nhau, là hai bạn nữ đó nhỏ tuổi hơn em rất nhiều, 3 đến 5 tuổi. Mối tình đầu tiên của em là hồi năm lớp 11. Thì lúc đó cảm giác là em cũng muốn thử xem là quen một bạn gái như thế nào. Tại vì nhà em là má em sinh từ con trai không ạ? Thế cuối cùng cảm giác sao? Cảm giác nói chung là cái mối tình đầu tiên của em thì nó không có dài lắm, tầm được 3 tháng. Lúc đó mà để nhắn tin cho bạn gái, cho bạn đó thì em lúc nào cũng phải cố gắng kiếm được 3-5 ngàn để đi vô quán net để nhắn tin với bạn đó. Thực chất là hồi đó kiếm được 3-5 ngàn cũng là một cả vấn đề. Lúc đó em thường phải, nếu mà không có tiền em phải thường nhờ thằng em nói dối là mua bánh đó để cho em có ít tiền để vô em lên mạng một chút để nhắn tin bạn gái. Và thời đó thì em ngây thơ thì em tán bạn đó rất là thế, bạn kiểu là em sẽ lên mạng em copy hết tất cả các câu tỏ tình em gửi một loạt cho bạn. Là bao nhiêu lâu rồi không có bạn gái? Tầm 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. Bây giờ mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì rất đơn giản, em không quá trọng nhu cầu, em không quan trọng nhiều, nhưng mà em hy vọng là bạn nữ có thể biết nấu ăn một chút, bởi vì bản thân em cũng biết nấu ăn, đi chợ như bao người. Như bao người. Về ngoại hình em không có yêu cầu quá cao ngoại hình, nhưng mà hy vọng bạn đừng nặng quá vì em sợ em bế không nổi. Phải tự tin chứ, mình tự tin là mình nãy nói em hết. Tự tin nhiều lắm mà bây giờ bây giờ đi kể ra những câu chuyện mà nó còn bị nhút nhát quá. Cô gái này bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi. Em quen bạn đó là cũng tình cờ thôi. Nói là vậy chứ thật ra anh nó hơn em 4 tuổi. Thì lần đó học khác trường hay là ở ngoài? Lúc mà em còn đi học lớp 9 á, thì anh đó đã đi dân quân rồi. Hai bên gia đình cũng không có cho phép quen á. Với bản thân em cũng còn nhỏ. Mối tình thứ hai sao? Dạ, mối tình thứ hai là cũng cuối năm lớp 10. Em quen một bạn ở Khánh Hòa. Tự nhiên em vô cái group ở trên mạng xã hội Facebook thôi, rồi tình cờ có một người bạn đăng cái bài gì đó. Em vào em bình luận. Sau này bạn nó đổi tính đó chị. Bạn nó mê game quá. Bạn nó ủ phu nữa. Trời ơi. Cuối cùng là ai nói tiếng chia tay, em hay là bạn đó? Rất là nhiều lần, nhưng mà do em thương quá, em lụy quá, em không giúp được. Rồi em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Đầu tiên là không vũ phu rồi là không có gia trưởng. Em không có quan trọng ngoại hình. Tính cách thì em muốn bạn đó có thể nghiêm túc một chút. Khó một chút, lâu lâu em muốn bạn trai của mình khó với mình một xíu. Rồi hài hước một chút cũng được. Một chút. Bản thân em thì thích nấu ăn nên là anh thấy em vậy chứ em hay có mấy cái suy nghĩ của người già đó. Nghi hỉ người già là như thế nào? Ví dụ như là có thể sau một ngày làm việc mệt mỏi đi về cùng nhau nấu ăn, rồi cùng bình nhau thường xem phim hay là cái đó bình thường. Chia sẻ gì đó. Nói chung là em khá là thích một cái chuyện tình bình thường, bình dị như vậy. Bình thường với mọi người bình thường khác hả? Tại vì cuộc tình thứ hai của em bảo 803 quá không? Thiệt luôn á. Rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân nha. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Dạ, em tên là Nguyễn Trung Nghĩa, em là trợ lý của bạn Elena. Trợ lý nói bậy là về trường lương nghỉ việc á. Trợ lý á. Dạ, em thấy là bạn ghế đỏ phù hợp với bạn Elena. Em thấy là bạn ấy là có chất là hiền với thật thà. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Hy vọng là em vẫn còn giữ được cái vai trò trợ lý của mình ha. Ok, đừng chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Tiêu qua tiêu lại. Rồi, bây giờ các bạn chàng trai mình hãy năng động lên nè. Wow, nghe câu chuyện tặng bạn thì mình mong bạn lúc nào cũng luôn vui tươi và xinh đẹp như bó hoa. Móc gì vậy? Dạ, cái bên em thì em cũng không có gì nhiều, em chỉ có cái vòng tay. Cái này là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. Tại vì trong những lúc mà anh ngặt nghèo, anh thường nhớ đến người này và nhớ đến, và anh muốn là cái này có thể sẽ bảo vệ em. Đó là gì ạ? Em
em không có gì ngoài sự ngọt ngào hết, cho nên hôm nay em cái bánh này tặng cho anh là nó tượng trưng cho cái sự ngọt ngào của em. Wow. Bây giờ cô kia có muốn tặng gì không? Có. À, cho tặng đi. Đồ ăn. Dạ. Đồ ăn ai nấu ạ? À? Dạ em nấu ạ. À. Wow. Dữ ta. Món ăn ở nhà. Món salad với lại món bánh mà em chuẩn bị ở nhà. Trời ơi, ăn tóc chu đáo. À, cái này anh tự hay là để em đốt luôn? Cái này tôi ghen tị nha. Thôi có sự ghen tị. Thôi cái này mà ăn trước. Dạ. À, không phải là món chầu bạc. À, cái này dùng. Anh cứ ăn trước đi, tại vì món này ngày nào em cũng ăn mà. Đợi lúc qua đút lợi tới sáng mai luôn. Món này em ăn trước đi. Anh sợ em bỏ độc trong đây hả? Không. Rồi em xin phép nha. Em đút mà anh không chịu, anh bắt em phải ăn trước. Anh sợ em bỏ độc quá chị. Hay là không biết ăn thịt gà, không biết ăn salad. Có gì em ăn được không? Ăn được. Mời rồi. Trời ơi, tém tém là được. À. Nè Tường ơi, nè đây. Dễ thương quá trời. Rồi được rồi, ngồi xuống quá. Vô vô đội hình cũ lại đi. Chứ để tôi ghen tị quá. Sao cảm nhận về món ăn của cổ như thế nào, phát biểu coi nào. Ngon chị. Ngon phải không? Chắc là em đang đói nữa. Đang đói nữa phải không? Có bánh mặn, có bánh ngọt này là món ăn healthy nè. Thấy có khoai tây, có khoai lang rồi này kia, xà lách rồi ha, giảm cân với ức gà đúng không? Dạ đúng rồi chị. Chua rồi không à, ngon lành quá ha. Cảm nhận đầu tiên của em như thế nào khi cánh cửa trái tim mở ra mà nhìn thấy hai cô gái ở bển? Mời em. Không có cảm xúc chị ơi. Không có cảm xúc chị ơi. Ủa là gì? Nó nhiều cảm xúc quá vậy, nó thành không cảm xúc luôn. Không cảm xúc luôn, không biết cảm xúc gì luôn, là không cảm xúc luôn hả? Nó loạn luôn hả? Trả lời rất thử. Nghe một chàng trai tự tin phát biểu nè, cánh cửa trái tim mở ra cảm xúc của em như thế nào? Em cảm thấy là hai bạn nữ bên kia cũng có khá là xinh. Mỗi bạn đều có một cái phong cách và một cái vẻ đẹp riêng của mình. Và em thấy bạn một cái đỏ khá là xinh và bạn hôm nay rất là tươi. Còn bạn phía bên bạn kia thì em thấy là mạnh mẽ. Và em thấy là bạn cái món ăn của bạn tặng cho bạn đỏ rất là tuyệt vời. Làm em nhìn em thèm chảy nước miếng nãy giờ phải không? Rồi em đã đổi. Dạ anh ơi, cái bánh em tặng anh mình có thể dùng thử ạ? Dạ mình có thể là tăng thêm cái vị ngọt. Không, nhưng mà trước khi ăn thì anh vẫn luôn là nhiều phụ nữ ăn chứ. Nữa hả? Cái sợ phụ nữ có đọc cái gì anh trời. Từng ăn được. Bình tĩnh anh. Lắc quay cơ. Đây, anh tặng em là cái màu này màu gì ạ? Màu hồng đúng không ạ? Đó tượng trưng cho sự lãng mạn đó. Dạ em cảm ơn anh, đừng ngu quá. Anh đừng ngu quá. Rồi. Dạ rồi anh cũng dùng thử đi ạ. Hả? Mình phải có qua có lại chứ. Anh này em lấy cho anh. Màu xanh tự dưng em tự trung thử. Cái gì vậy ạ? Cái gì? Ủa? Anh tin tưởng. Sự tin tưởng. Tin tưởng. Hy vọng rồi hả? Dạ đúng, màu xanh của hy vọng. Mình anh giúp em đi. Dạ rồi, ok cảm ơn. Thôi mấy đứa ăn đi chị về nha. Thôi mấy đứa ăn đi chị về nha. Thôi vậy thôi. Mình đánh. Có này á là cái nắp chai. Cho sự mình ăn xong á là mình đẩy lại. Đừng ăn cái này nha Tường. Đẩy lại giùm cho. Thôi là như thế giới này là của hai cặp này á trời. À, mời em gái ghế xanh. Cánh cửa trái tim mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì nè? Em nhìn thấy hai anh em cảm thấy khá là hồi hộp, và kiểu như là nó nhiều cảm xúc quá. Nữa hả? Rồi lúc mà anh bên ghế đỏ tặng cho em món hoa, lúc anh bước tới em không nghĩ là món hoa nó sẽ tặng cho em. À. Khá là bất ngờ. Đổ mồ hôi quá trời, em bình tĩnh lại. Gái ở ghế đỏ, cảm xúc của em như thế nào? Dạ. À, cảm xúc của em thì trước tiên là gặp được hai anh là em thấy vui. Và em vui hơn khi được nhận từ món quà từ anh ghế màu xanh. Nói thật lòng một xíu thì em thấy anh nó đỏ, ghế đỏ khi mà kể chuyện á thì em thấy nó hơi nhạt nhẽo. Với lại khi mà hồi nãy mọi người hỏi anh thì anh bảo không có cảm xúc. Cảm nhận đầu tiên của em như thế nào khi cánh cửa trái tim mở ra mà nhìn thấy hai cô gái ở bển? Mời em. Không có cảm xúc chị ơi. Không có cảm xúc chị ơi.
Thì thật sự đối với em không quan trọng về cái đẹp hay không, hay có tiền hay không. Nhưng mà em quan trọng hơn là ở cái cách đối xử, cách nói chuyện á. Em cảm thấy không có thiện cảm. Sự thật là vậy, tại vì tính em ngộ lắm. Khi người ta cho em cái gì thì em sẽ cho lại như vậy và hoặc nhiều hơn. Chứ tự nhiên có hai bạn hỏi anh không có cảm xúc thì người ta đã không có cảm xúc với mình, tại sao mình phải có cảm xúc lại? Trong khi luôn có một người chân thành ngồi kế bên. Dạ đúng rồi. Em chỉ đón nhận và cũng như sẽ đáp trả lại như vậy học nhiều hơn đối với những người có cái. Còn không thì em đó là không mong cầu. Đó là sự thật sự trong giao tiếp. Mà cái đó thì tùy theo mỗi người. Bây giờ mình sẽ trò chuyện với nhau về cái chủ đề ghen đi nha. Em như nghĩ em có ghen không? Chủ đề ghen. Ví dụ như em có cấm đoán bạn gái mình làm này làm kia, em có kiểm tra bóp, kiểm tra điện thoại bạn gái mình hay không? Em muốn tôn trọng quyền cá nhân riêng tư của bạn, chứ em không muốn nó kiểm soát quá nhiều về vấn đề này. Nhưng mà ghen, vẫn ghen. Ghen, ghen mà ghen ngầm hay là ghen lồng lộn hay là có nói không, hay là có rình rập hay theo dõi rồi này kia không? Dạ, vấn đề này thì thường là sẽ không không thể xảy ra, tại vì đơn giản là em chỉ ghen trong những lúc mà có thể là bạn đó chụp hình với một bạn nam nào đó mà có thân mật thì em có thể có một chút sự ghen tuông. Nhưng mà em nghĩ là chỉ đó, em sẽ có nghĩ một cái trường hợp khác, bởi vì em sẽ suy nghĩ về hai chiều chứ em không nghĩ về một chiều quá. Ok, cảm ơn em. Còn em thì sao? Trong tình yêu thì khi mình thương thì khi mà một phụ nữ của mình đi chung với người khác thì mình chắc chắn mình sẽ có ghen. Nhưng mà đối với em thì em không có ghen nhiều. Nhưng mà nếu em có ghen, em sẽ tìm hiểu trước khi em làm gì đó, em sẽ tìm hiểu. Sau đó mình mới quyết định quen ghen hay không. Còn tôi chắc chắn tình yêu là ghen, chỉ cần người con gái của mình đi chung người khác mà thân mật hơn là chắc chắn mình sẽ ghen. Rồi, đó em nghĩ sao nếu như bạn gái của em mà muốn kiểm tra điện thoại của em? Tao chỉ bình thường. À, có nghĩa là không thấy ngại để cho cô ấy yên tâm, em sẵn sàng đưa luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng. À, rồi còn hai em gái, em. Em thật sự khi mà nghe hai anh Tảo Anh bộc lộ cái quan điểm thì em biết sao, tại vì cái công việc của em á, thật sự em cũng chia sẻ đôi chút thì cũng giống như lúc nãy em đã nói, thì thường những người tới với em người ta sẽ người ta chấp nhận được em, người ta sẽ bao dung và em cần một cái người có sự bao dung. Tại vì nghề em làm mẫu ảnh thì ngoài chụp với các bạn nam ra thì chụp rất là nhiều và em còn tiếp xúc với rất là nhiều nhiếp ảnh nữa. Kiểu chấp nhận cái công việc mình đang đều. Dạ đúng rồi. Chứ thường thì hầu hết thì ai tới với em người ta cũng sẽ nói là ô anh hiểu được vấn đề công việc của em và anh thích em, thích công việc của em, anh chấp nhận em ngay từ đầu, nhưng mà về sau thì đã không. Vì cần dần về thì sau đàn ông ta rất là ích kỷ, bản chất là dạ, như đúng vậy. Rồi. Nếu mà nói không có thì không đúng. Mà ghen thì em thì trước giờ em không có, nói thẳng ra là em không có ghen, không có biết ghen. Em có ngại khi mà bạn trai của em thường xuyên kiểm tra điện thoại không? Dạ không. Dạ em có cho quyền em để mà kiểm tra điện thoại không bạn? À, cái đó là em nếu mà làm như vậy thì mất đi cái quyền riêng tư của bạn rồi. Là cô bé này hiền quá vậy. Chắc là em cũng gửi tặng tới một người và hai anh bài hát đi. Ôi, tự tin lên nào. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng, trên tay em cầm một đoá hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích, mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió, em có một chiếc radio cùng bài nhạc chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nói anh có yêu em không, có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh ấy ở dưới hàng ghế khán giả là có người muốn về nhà với em rồi đó. Dễ thương. Hai chàng trai thì luôn luôn mạnh mẽ. Bây giờ thì một cái cơ hội, hai chàng trai của mình có ai muốn qua nói gì với cái người bạn gái nào nữa hay không? Rồi em ạ. Em muốn thì em cứ làm. Được đi ha. Dạ. Cho anh bắt tay em phát được không? Cởi được này. Này một phát. Anh cũng muốn hỏi là em xin trong cái ngành nghề của em á, thì em có suy nghĩ gì khi mà mình quay trở về gia đình của mình á, về nhà của mình, em có luôn có thể thì cảm xúc thật của mình như là mình
Tôi chỉ có một tí, em có... Dạ, cũng như lúc đấy em có chia sẻ là em có một cái điểm yếu kiểu là em hay bị kiểu bị nũng nịu á. Thật cả em đi ra ngoài thì đó là chuyện bên ngoài, em có thể mạnh mẽ nhưng về nhà thì em vẫn là em vẫn là một người phụ nữ, và lại là phụ nữ thì có cái quyền yếu đuối. Hồi nãy em có nói em biết đúng không, một chút đúng không? Dạ, nhưng mà em ít khi nấu lắm. Ờ, không sao, anh có thể nấu mà. Dạ. Tại bản thân anh từng phải đi tự bản thân mình đi chợ nấu ăn là bình thường. Ở quê anh ở đâu? Ờ, quê anh ở Lâm Đồng. Kiều hôm qua nắm tay cảm rồi, xúc, nói cảm xúc nói quá nói luôn. Cái này cái là quan trọng. Mình nắm tay mình không có quan trọng bằng mình nắm được trái tim của nhau đâu. Em nghĩ là vậy. Mình nắm tay để mình đi về sau mình nắm không được. Vậy em cảm ơn anh rất là nhiều. À, nhắm lại. Em muốn nói gì không? Đối với em thì mọi tình cảm hay là mọi lời muốn nói thì nó là kết quả bấm nút. À, không cần đi qua bển luôn hả? Đúng rồi. Rồi. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Em chỉ cần người phụ nữ đó là hiền, nói chung là đảm đang và biết chăm sóc hai gia đình nội ngoại. Em thích cái sự thoải mái nên là em không thích cái sự ràng buộc, bởi vì em là một người phụ nữ hướng ngoại. Em không quan trọng nhiều nhưng mà em hy vọng là bạn nữ có thể biết nấu ăn một chút, bởi vì là thật em cũng biết nấu ăn, đi chợ như bao người. Không có gia trưởng, em không có quan trọng ngoại hình, tính cách thì em muốn bạn đó có thể nghiêm túc một chút. Dạ, bấm. Hết thời gian à? Trước mắt là mình đã có một cặp đó. Màu xanh, màu đỏ, màu đỏ, màu xanh. Là chúng ta có một cặp. Hơi chéo, nhưng mà bây giờ sao vậy cô bé? Dạ. Vì sao cô không bấm? Em cũng không biết phải nói sao, cảm xúc nó hơi lẫn lộn. Nhưng mà em cảm thấy nó ở cái mức giống như tình bạn, tình tri kỷ. Chứ em chưa có cảm nhận được kiểu em cần một cái người nó thể hiện được cái sự mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Em cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Cảm xúc hiện tại của em thì có hơi một chút tiếc một tí. Nhưng mà em thì bình thường lắm, tại vì lâu rồi em cũng chưa có bạn gái nè. Chàng trai có một cái gia tài rất là quý giá, đó là sự tự tin. Lòng tự tin em đâu hết rồi, phải tự tin lên chứ. Rồi, đôi đầu tiên của chúng ta đến chính giữa. Bấm tay nhau đi hai bạn. Không cần bước qua nhắn nhủ gì, chỉ cần bấm nút ha. Chúc cho hai em sắp tới sẽ có những cái thời gian hẹn hò với nhau thật là thú vị nhé. Rồi bây giờ thì chị Tường xin tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt sách gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và kính thưa quý vị, cặp đôi bấm nút thành công thì chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó chính là một gói premium của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa được ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với cặp đôi thất bại các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm một nửa của mình. Trong ứng dụng này sẽ có được tư vấn bởi ông Mai và bói rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Và ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9, 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại.